xin kính chào quý vị. Để giúp quý vị nắm bắt được những vấn đề đáng quan tâm, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin quan trọng đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Dưới đây là những nội dung đáng chú ý: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện, đập tan luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu. Thực hư vụ cán bộ tòa án An Giang năn nỉ cảnh sát giao thông bỏ qua vi phạm nồng độ cồn. Người dạy Ngọc Trinh lái mô tô khai gì với cơ quan điều tra. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vào cuộc vụ TikTok cơ bị đổi khỏi quán phở vì ngồi xe lan. Chủ quán ra mặt nói rõ sự thật. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong phần tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi. Sau khoảng 2 tuần vắng mặt, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện tại kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội khóa 15 khai mạc sáng nay ngày 15 tháng 1. Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp bất thường để xem xét một số vấn đề cấp bách, đó là dự án luật đất đai sửa đổi, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, cho ý kiến, quyết định một số nội dung cấp thiết về tài chính ngân sách. Dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội có sự góp mặt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Sự kiện đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi đồng chí Tổng Bí thư vắng mặt trong một số sự kiện ngoại giao quan trọng làm nảy sinh đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông. Nhiều đồn đoán trên mạng xã hội nêu rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được chữa trị tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tất cả các lối đi đều bị phong tỏa và tình hình nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một số đồn đoán khác cho rằng thông tin sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoặc nhân sự thay thế có thể được đề cập trong kỳ họp bất thường lần thứ tư của Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào thứ Hai ngày 15 tháng 1 và kết thúc vào ngày 18 tháng 1. Theo chương trình tại kỳ họp bất thường diễn ra từ 15, 18 1, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét, thông qua các nội dung, bao gồm luật đất đai sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, Chính sách đáng chú ý nhất trong kỳ họp này là luật đất đai sửa đổi. Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, cho tới nay, các cơ quan hữu quan đã thống nhất chỉnh lý, hoàn thiện 17 nội dung trong dự thảo luật đất đai. Cụ thể, các nội dung đã được thống nhất gồm: nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, về không mở rộng phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ về các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Ngày 15 tháng 1, Công an tỉnh An Giang đã có phản hồi về vụ người đàn ông say xỉn 15 lần không chịu đo nồng độ cồn và tự xưng là cán bộ tòa án huyện Châu Phú. Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và đoạn clip quay lại nội dung người đàn ông tên tê, T, h Hát Dưng là cán bộ tòa án huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, sau khi uống rượu, bia tham gia giao thông bị yêu cầu đo nồng độ cồn đến 15 lần nhưng ông Hát vẫn không chấp hành. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, công an tỉnh An Giang xác định người đàn ông trên tên là Thái Hoàng Hát, sinh năm 1960, trú tại khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú. Ông Hát hiện đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương, không phải đang công tác tại tòa án như thông tin lan truyền trên mạng xã hội, bị các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật. Cũng thông tin từ công an An Giang thì trước đây ông Hát có công tác tại đơn vị tòa án, thi hành án huyện Châu Phú, đến khoảng năm 2006 thì nghỉ việc. Hiện tại, ông Hát đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương và sinh hoạt đảng tại tri bộ khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đồng thời, ông Hát không có con công tác trong lực lượng công an như tin đồn. Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an, ông Hát thừa nhận do có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, sợ bị xử phạt nên đã tự nhận mình là cán bộ đang công tác tại Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú để được bỏ qua lỗi vi phạm. Ông Hát đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và gửi lời xin lỗi đến các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú và Công an tỉnh An Giang. Ngày 14 tháng 1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, liên tục được cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng người này vẫn không chấp hành và năn nỉ xin tha. Theo đoạn video, một cảnh sát giao thông nói, lần thứ 11 yêu cầu ông T, H, H, cán bộ tòa án huyện Châu Phú, kiểm tra nồng độ cồn, ông có chấp hành không? Sau đó, người đàn ông nói, lỡ rồi, vi phạm rồi rồi lùi lại và quay mặt sang hướng khác khi được tiếp tục yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Lúc sau, cán bộ cảnh sát giao thông hỏi tiếp, anh có xuất trình được giấy phép lái xe không? Người đàn ông trả lời, em đã xuất trình thẻ đàng cho anh rồi đó. Một lúc sau, người này lại nói, cứu em đi anh, tha thứ cho chú đi con ơi. Sự việc sau đó được xác định xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày mùng 3 tháng 1. Tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 59 v 3 do một người đàn ông điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng kiểm tra. Tuy nhiên, người này liên tục từ chối đo nồng độ cồn. Sau nhiều lần thuyết phục, ông Hát mới chịu đo và kết quả, ông Hát vi phạm nồng độ cồn ở mức 1081 mg trên khí thở. Mức tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện để xử lý theo quy định. Được biết, ngày 9 tháng 1, ông Hát đã nộp phạt 7 triệu đồng và chịu phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1, thời gian 23 tháng. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ qua Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra xét xử đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo điểm A khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù bị can Trần Xuân Đông về hai tội gây rối trật tự công cộng theo điểm a khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo khoản 1 điều 341 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe phân khối 150cc bằng A2 nhưng vào các ngày năm, mùng 6 tháng 9 năm 2023 và ngày mùng 6 tháng 10 năm 2023, Trinh đã bàn bạc cùng Trần Xuân Đông chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm. Đồng thời Trình phân công cho trợ lý là Nguyễn Thị Thúy Kiều và Nguyễn Thành Long, tài xế của Trinh và Tăng Duy Khánh, bạn của Long, Nguyễn Hoàng Sơn, trợ lý của Đông chuẩn bị điện thoại, flycam để quay phim. Vào các ngày năm, mùng 6 tháng 9 năm 2023 và ngày mùng 6 tháng 10 năm 2023, Trinh và Đông đã điều khiển xe phân khối lớn và thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay, nằm, quỳ trên yên xe, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng và an toàn giao thông. Sau đó, Trinh biên tập và đăng lại các video và hình ảnh lái xe nguy hiểm và đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân như TikTok Ngóc Trinh 5 video và nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận. Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng thu hút 5.900 lượt tương tác. fanpage Ngọc Trinh video lái xe phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương. Đến ngày 19 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh và đồng bị bắt tạm giam và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 4 xe mô tô. Quá trình xác minh, có 3 xe mô tô không lưu trữ thông tin số khung, số máy, thông tin nhập khẩu và qua giám định các biển số trên là giả. Còn một xe mô tô còn lại là của Trinh mượn của ông NPV, ông vì không biết Trinh mượn xe để sử dụng và phạm tội nên cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho công an thành phố Thủ Đức xử phạt hành chính. Bị can Trần Xuân Đông khai nhận, ba xe mô tô trên là đông mua của các đối tượng không rõ lai lịch khi mua xe, đồng biết giấy đăng ký xe là giả nhưng do ham rẻ và cần xe để sử dụng nên đồng ý mua, trong đó có hai giấy đăng ký xe bị mất, không thu hồi được, còn một giấy đăng ký xe mô tô, đông sử dụng từ năm 2020 đến khi thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng thì bị phát hiện. Cũng theo cáo trạng, hành vi gây rối trật tự công cộng của hai bị can Trinh và Đông là xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội, hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức của bị can đông đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước do vậy cần xử lý nghiêm để gian đe phòng ngừa chung đối với thúy kiều khánh long sơn là những người làm thuê cho trinh và đông trong nhận thức chủ quan của những người này chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của trinh là quay phim và việc quay phim đưa lên mạng xã hội không là hành vi gây dối trật tự công cộng do đó cơ quan điều tra không xử lý kiều khánh long và sơn về tội gây dối trật tự công cộng là có cơ sở hiện cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu phương tiện bay flycam của Khánh đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức để xem xét xử lý về hành vi bay flycam khi chưa được cấp phép. Vụ việc một TikToker bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn đang là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Ngay lập tức, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện của một TikToker có tiếng. Anh chàng cho biết mình và vợ vừa có một trải nghiệm không mấy vui vẻ ở hai địa điểm tại Hà Nội. Lý do là vì anh chàng này ngồi sai lăn, những tưởng buổi chia tay thủ đô của hai người sẽ kết thúc trong kỷ niệm buồn thì may mắn là cặp đôi đã gặp được hai vị khách nước ngoài và được họ an ủi. Bài viết nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nam TikToker, đồng thời lên án hai địa điểm mà anh chàng nhắc đến. Tuy nhiên, đa số lại tỏ ra hoài nghi câu chuyện này liệu có thêm mắm dặm muối hay liệu có thật hay không. Đến sáng ngày 15 tháng 1, đại diện thanh tra sở thông tin và truyền thông Hà Nội cho biết đơn vị này đang tiến hành xác minh thông tin vụ việc một tiktoker đi ăn tại quán phở nhưng bị đuổi vì ngồi xe lăn cũng sau khi bài viết của tiktoker gây bão mạng xã hội chủ quán phở được cho là nơi tiktoker kể trên đến ăn đã lên tiếng đây là quán phở ở phố nam ngư phường cửa nam quận hoàn kiếm hà nội và chủ quán xác nhận nam tiktoker có đến ăn quán mình nhưng sự việc không như anh chàng kể lại ban đầu xe lăn đến thì cho đằng sau lưng tôi tôi mới nói giờ chặt thế này làm sao bán được hàng em sang ngồi bên kia uống một cốc nước có phải thoải mái hơn không chỗ bán hẹp như này, cả cái xe anh ấy ngồi bên cạnh tôi làm sao tôi bán được. Trong khi đó, chị eo người phụ nữ đi cùng nam tiktoker này cũng có chia sẻ với báo chí rằng những gì họ chia sẻ là đúng sự thật. Trả lời báo phụ nữ Việt Nam, chị eo nói, chúng mình hoàn toàn cam kết với pháp luật và cơ quan chức năng đây là thông tin đúng sự thật. Chúng mình cũng đang làm việc với một số bên liên quan mong muốn sớm đưa thông tin xác thực nhằm để bảo toàn danh dự cũng như không làm tổn hại đến cơ quan tổ chức hay một bên nào khác bọn mình vẫn đang trong quá trình làm việc và sớm công bố thông tin chính xác trên mạng xã hội thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi quý vị đừng quên theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại